chào mừng quý độc giả đồng hành cùng Phong Thủy và Số Phận. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và bật mí những điều huyền diệu xung quanh cái tên của mình. Mỗi con người khi sinh ra đã được đặt cho mình một cái tên riêng biệt. Thế nhưng đó không đơn thuần chỉ là tên, mà nó còn chứa đựng những huyền cơ về cuộc sống của chủ nhân mà chúng ta không hề biết đến. Xem tử vi tên là phương pháp luận giải tương lai, vận mệnh của quý bạn thông qua tên gọi của mình. Xem tử vi tên sẽ sử dụng tên của con người, sau đó áp dụng sự huyền bí của phép luân chuyển kinh dịch để luận đoán. Với một cái tên sẽ tương ứng với một quẻ trong kinh dịch, phản ánh tất cả những điều liên quan đến cuộc sống của con người. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ giúp bạn có một kết quả chính xác nhất về tên của mình. Tiếp sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tên. Tuyết Lan. Tên của bạn tương ứng với số 1. Số 1 tượng trưng cho sự hùng mạnh, sự độc lập, sự lãnh đạo, lập trường vững chắc, ít thay đổi. Số 1 còn tiêu biểu cho sự thông minh, sáng tạo, một ý chí sắc bén, cứng, mạnh, tượng trưng cho nguyên lý căn bản của đời sống. Số 1 tương đương với viên phán quan trong Tarot. Số 1 đồng hóa với Thái Dương Tinh, nguồn gốc của mọi năng lượng. Về tính tình và nhân cách của những người tương ứng với số 1, họ ưa thám sát, mạo hiểm, khám phá, tìm tòi và sáng chế. Họ rất cứng đầu, ý chí, mạnh mẽ, tự quyết, tự lập, tự hào. Có óc tổ chức và lãnh đạo, rất khó bị thuyết phục, khó sửa đổi, sai lầm và chỉ huy độc đoán, bản tính rộng rãi, đại lượng. Nhưng vì nhiều tham vọng nên dễ trở thành ích kỷ, tàn nhẫn và bất chấp. Làm việc đúng đường hướng thì có kết quả rất tốt vì nhiều nhiệt huyết và cương quyết. Nhưng nếu sai lạc thì rất thảm hại. Con người xuất chúng, tinh thần rất cao. Họ thường ngày nổi bật và gây ấn tượng tốt đẹp ngay từ lúc đầu. Có tài thuyết phục người xung quanh, thích hoạt động, bận rộn và xê dịch. Đó đây. Họ là những con người tế nhị và dễ dàng xúc cảm, được nhiều người mến thương, mặc dầu hơi thiếu xã giao, có nhiều bạn bè và sẵn sàng giúp đỡ họ mà không ngần ngại điều gì. Đối với kẻ thù, người số 1 không bao giờ tha thứ hoặc quên đi một cách dễ dàng một lỗi lầm nhỏ của họ. Do đó, có thể trở thành người rất tàn nhẫn, rất nặng về tình cảm và rất dễ đau khổ. Thường che giấu cảm nghĩ thầm kín, ít cho mọi người biết tâm trạng của mình dù là bạn bè, người thân. Trong công việc, năng khiếu và tiền bạc của những người tương ứng với số 1, họ dễ thành công trong công việc và điều khiển, quản trị, trong địa hạt, nghệ thuật. Dễ thành công nếu là giám đốc sản xuất, kỹ thuật hơn là tài tử, làm chủ báo thích hợp hơn là ký giả. Thành công trong các ngành khoa học, nhất là về nghiên cứu, sáng chế và phát minh. Với óc chỉ huy, tính cương quyết và nhiều tham vọng, nên họ dễ đạt được kết quả trong việc làm. Làm việc có lương tâm nhưng ít thành công. Nếu làm công cho người khác, rất dễ có sự va chạm với chủ nhân, vì lúc nào họ cũng cho là mình phải. Dễ bị người khác ghét và có kẻ thù vì cứng rắn, muốn làm nhanh, làm mạnh. Trong trường hợp họ là chủ nhân, dễ gây hứng thú và cá tính đặc biệt, nhiều sáng kiến và chỉ dẫn hoặc huấn luyện rất hay. Còn về vấn đề tiền bạc, người số 1 rất dễ giàu và rất dễ bị đói rách. Dễ kiếm tiền mà cũng rất dễ mất tiền. Dễ mắc công nợ vì hám chi tiêu vào bất cứ việc nào cho là hợp lý, dám đầu tư vào các công việc liều lĩnh, được ăn cả ngã về không. Người mang số 1 cần phải học tính cẩn thận, rất dễ phiêu lưu trong vấn đề tiền bạc, có thể đưa tới sự phá sản. Những người làm công hoàn toàn vì tiền thôi thì không nên lựa chọn người chủ mang số 1. Trong vấn đề tình duyên của họ, khi chọn bạn luôn luôn chọn người mà họ chi phối được. Họ càng gần gũi người nào bao nhiêu thì họ càng có khuynh hướng muốn chỉ huy bấy nhiêu. Rất thụ cảm với tình yêu, nhưng lại dễ tiêu tan, muốn độc chiếm, tình cảm và rất cả ghen.
vì bản tính chinh phục nên thích hợp với người có bản tính hiền dịu của số 2 hoặc số 6, sau đó là số 3 và số 4. Họ có thể sung sướng sống cuộc đời với số 5 và số 7, kết hợp với người có số 1 tương ứng hoặc số 8 hay số 9 thì rất dễ gây bất hòa và sóng gió cho cả đôi bên. Đây là tất cả những thông tin liên quan đến các bạn tương ứng với số 1. Mời quý độc giả cùng tham khảo các chương trình tiếp theo của Phong Thủy và Số Phận của chúng tôi. Cảm ơn bạn đọc đã đồng hành.